À, đầu tư hoàn hảo kìa. Đây. Nó nhập không cần núi này. Nó sáng tạo một viên vãi. Một viên nha. Một viên sáng tạo với lại ước nguyện cộng 1 là chứ không có cộng 2. Ok, chờ ăn xíu. Đây này, lấy luôn đi. May mắn đây. Phát này để tí nó đập vô cái win nữa xem. Sáng tạo một win, cục này mấy cục này một hết. Cục hết. Đây có rồi. Ừ, đang đập cái này, cái đang đang hộ bệnh này, trao này, cục này, cục này. Rồi, 91 là xịt nữa, nó sợ lắm nha. Rồi, ok này, lên nào. Đập những cái nhỏ là rất sư đất. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục là một video game mua S6 trên TV anh em ạ. Thì hôm nay mình mở sang nguyên tố và sang vũ dòng cấp 2 rồi. Thì sáng mình soi được có hai pin, một viên HP với lại một viên phản hồi chất thư. Còn lại là mấy viên vừa cùi hết. Mấy cái này vứt luôn thì để làm gì? Đấy. Thì bây giờ mình có gom được 10 mảnh búa để mình xoay cái búa thiên tử, làm cái búa thiên tử để lên vũ khí dòng cấp 2. Nhưng mà trước tiên là mình đi xoay cái này cái đó. Mình đi xoay cái đá thăng cấp. Nó phải có cả đá thăng cấp nữa nha. Rồi bây giờ là mình sẽ gom để mình lên đá thăng cấp với lại lên vũ khí dòng lên lên cái mảnh búa lên búa trước. Rồi sau đó là mình mới lên cái phía sau. Đây là 8 rồi con. Mua thêm 2 viên trên này cũng được. Chưa có điều này coi có ai đang sợ không mua lên mới. Mình nó có cái mảnh ma nhiều nhưng cái mảnh thần thì ít. Sao cái này thì cứ mỗi lần sao là tốn mất mớ. Ồ, hết hết cái đá kìa, về mua thêm mớ đi. Nếu mà có người bán rẻ cái máy thần đó, là mình mua ngoài nó ngon hơn, mua ngoài hơn ngon hơn là mua ở trong trên shop nha, trên shop nó bán cái máy thần chát ngoài anh em bán tầm 25, nhưng mà trên shop là cứ phải 55 trong này 8 cơ, nó gấp đôi. Kho mình mới mua được một mớ đây. Mảnh ma thì có nhiều, thần thì ít. Để mình xoay gom mớ này đây nha. Như lên cấp 2 hình như là cần 4 viên thăng cấp với lại 4 viên thăng cấp với lại một một cái búa. Thì lên xét cấp 2 cũng thế. Rồi, chắc là phải mua trong shop thôi. Ở ngoài thì không có người bán thì bây giờ mua trong shop, hy vọng là đập mấy cái này lên xong đập mấy cái kia lên luôn. Rồi khởi động sương sương mấy cái này ra. Chín mươi một phần trăm này, cái này thì mình đập dễ lên lắm, chưa xịt lần nào cơ, tại vì nó tốn ngọc mà, nhưng mà còn lên lên cấp nó đi đấy, nó còn nhiều giai đoạn quá, còn lên là với còn còn tốn nhiều. Sao đấy, ok 91 tiếp này. Ok, 2 phát. Đây là 2, 4, 6, 8, 10. 10 thì làm 2 phát nữa.
hai phát nữa là đủ đủ bốn bốn thì phải mua trong đây thôi, mua chiên sốt cái bánh mà cái bánh thần thôi. Đây là bánh thần đây 58 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 1 này, 2 này, 3, ok. Vô đây là sẽ là đủ lên hai phát nữa. Xong rồi mình sẽ đặt cái búa kia. Cái búa kia là cái căng thẳng nhất đấy. Ok, đồ lên kìa. Rồi. Thêm một phát nữa. Ok. Rồi thêm phát nữa kìa. Rồi ok. Như vậy là bốn phát này rồi. Đây. Mình sẽ lấy mình tráng cái này luôn. Hy vọng may mắn nha. Ơi. Cái này hình như là cụm này với lại cục này với lại một cái này sao gạch mua mặt cái đi đã. Căng thẳng đó là nào. À, được ghi hoàn hảo kìa. Đây. Nó nhập không cần viên này. Nó sáng tạo một viên vãi. Một viên nha. Một viên sáng tạo với lại ước nguyện. Cộng 1 là chứ không có cộng 2. Ok, chờ ăn xíu. Đây này, lấy luôn đi. May mắn đây. Này nó đi nó đập vô cái win nữa xem sáng tạo một win cục này mấy cục này một hết cục hết này có rồi. Ừ, đang đập cái này cái đang đang hộ bệnh này trao này cục này cục này rồi 91 thì xịt nó sợ lắm nha. Rồi ok này lên nào đập những cái nhỏ là rất đáy tay mà đập cái này nhát tay lắm đấy rồi đây nè rồi cái này những giá trị nó lớn rồi, đây nha. Như vậy là có một siêu phẩm rồi để đây bây giờ là mình sẽ đi làm một cái bên này xem nào nha thử xem lên đồng Malalot không nha mình đang tính để chờ hôm sau sau game 3 đấy đặt luôn như bây giờ. Ok. Bây giờ thử ra đây xem may mắn cái win của ông. Cái ông kia ông đổ vô win này may mắn không nha. Hy vọng là may mắn. Coi nào. À. Hy vọng là lên được mana lot. Coi nào, nhiều win lắm không lên. Đâu. Ồ. Sau 3 ngày. Cái win sau bao ngày với hôm nay mình mới lên được 3 sao nha anh em ơi. Cái win sau bao ngày nó cũng đã lên được dòng mana lót rồi anh em ơi. Ô hỏi hỏi hỏi. Ra mana lót. Hèn quá. Ngọc xịn đó hả? Ừ. Ngọc xịn, ngọc xịn. Rồi, ngọc xịn. Mày hát được vãi. Rồi, mana lót. Đây, auto bet đây. Không ra được cái dòng kia rồi. Không ra được auto bet đây rồi.
Ok, mình nó muốn lấy cái dòng AutoP nhưng mà nó không ra rồi. Để đó đi, để đó đi. À đây có máy bot này, mở đi, mở mấy cái này đi. Nói chung là hôm nay là may mắn đấy, đập hoài nó không lên. Đây, mở phát này, lửa rồi, để mình đi mở thêm mấy cái này được không? Ồ, 20 ngon vãi, 20 được đấy, cái này ngon đấy, tuyệt vời. Để lại băng dao à, đây vip này. Ồ, gió tuyệt vời, đúng bộ luôn kìa. Ngon 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 ngon, đúng một bộ luôn. À, đúng một bộ dinh men luôn nha. Ui, cái này 10-20 này. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ngày nay đẹp anh ơi. Ngày nay là lên ra được bộ này nữa rồi. Bộ này thì lại để đấy, lại được cái bộ này để làm sao mình đập cho nó lên dòng hoàn hảo luôn, được ra 10-12-20 không? Rồi bây giờ chờ thời thôi anh em ơi. Thực ra là cái mình đập cái bố này trước, rồi hôm sau mình mới đập lên cấp 2. Tại vì bây giờ mình đang cũng yêu để mình lên một class khác chứ không, mình không lên class sông nào. Để đó trước đã, chứ lên bố thì chắc cú đâu. Bây giờ nó rơi vào tầm bố, nó rơi vào tầm 2,5 m, thấy mấy ông đang bán 2,5 m. Khá là chát. Video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em video tiếp theo nha. Anh em thấy hay cho mình một like và chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người nha. Bye.